Lan Hương xin kính chào quý vị khán giả của kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh thời sự mới nhất sau đây. Ukraine lội ngược dòng ngoạn mục, Su-25 tung đòn không kích tấn công dữ dội vào quân Nga. Cường kích Su-25 hiện là một trong những máy bay có sức chiến đấu mạnh nhất của không quân Ukraine kể từ khi xung đột xảy ra. Loại máy bay này được Kiev sử dụng với cường độ cao. Truyền thông Nga dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có ít nhất 70 chiếc máy bay Su-25 của Ukraine đã bị bắn rơi kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thậm chí có lúc Nga còn tuyên bố đã vô hiệu hóa gần như toàn bộ năng lực tác chiến của không quân Ukraine. Tuy nhiên, những hình ảnh và đoạn clip từ chiến trường cho thấy những chiếc Su-25 của Ukraine vẫn đang hoạt động đắc lực. Thậm chí chúng còn tung ra các đòn không kích gây thiệt hại lớn cho quân đội Nga và lực lượng ly khai. Theo nhiều nguồn tin chính thức, Ukraine chỉ còn 31 máy bay cường kích Su-25 tính tới thời điểm đầu năm 2022. Điều này cho thấy ít nhất đã có 39 máy bay Su-25 được bổ sung cho Ukraine. Truyền thông Nga cho rằng những quốc gia không thân thiện đã bí mật chuyển giao phụ tùng cho Ukraine, hồi phục những chiếc Su-25 loại biên. Tuy vậy, cũng không loại trừ số liệu về cường kích Su-25 bị Nga tiêu diệt được phóng đại trong cuộc chiến thông tin giữa Moscow và Kiev. Su-25 là một trong những cường kích đáng sợ nhất thế giới thời điểm chúng ra đời. Hỏa lực mạnh và có khả năng bay chậm và bay thấp đã biến Su-25 trở thành nỗi ám ảnh trên chiến trường. Su-25 được phát triển vào cuối thập niên 1960 dưới thời Xô Viết. Chúng được ra đời với nhiệm vụ là yểm trợ cho lục quân Liên Xô. Nguyên mẫu T-8 của Su-25 bay chuyến đầu vào tháng 2 năm 1945, nhưng sau đó Liên Xô đã thay đổi một số chi tiết trước khi sản xuất hàng loạt. Su-25 có chiều dài 15,35m, cao 5,2m, có sải cánh 14,52m. Trọng lượng cất cánh tối đa của chiến đấu cơ này lên tới hơn 17 tấn. Su-25 được trang bị hai động cơ turbojet, có tốc độ bay tối đa là 950 km/h. Tầm bay của phi cơ này là 1.000 km, có thể bay xa 1.850 km nếu có thêm thùng nhiên liệu bên ngoài. Kho vũ khí của Su-25 khá đa dạng, từ pháo bắn nhanh, rocket đến các loại bom và các loại tên lửa đối đất. Ngoài ra, Su-25 có khả năng mang theo loại tên lửa đối không R-60. Su-25 có vỏ giáp dày bọc quanh buồng lái, sử dụng những tấm titanium dày 10-24mm gia cường, nên có khả năng chống được hầu hết các loại pháo phòng không như đạn bắn thẳng cỡ 12,7mm, đạn phòng không nổ phá mảnh 30mm. Hơn 1.000 chiếc máy bay Su-25 đã ra đời, trang bị chủ yếu cho Nga và các nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết trước đây. Ngoài ra thì còn có hàng trăm chiếc khác được chế tạo và xuất khẩu ra nước ngoài. Dù cho Ukraine được thừa hưởng số lượng lớn Su-25, nhưng do thiếu ngân sách, nhiều máy bay trong số đó, có cả Su-25, đã bị xuống cấp hư hỏng. Rộ tin lãnh đạo Kherson do Moscow bổ nhiệm tháo chạy tới Nga để tránh cuộc phản công dữ dội của Ukraine. Serhiy Stanenko, một nhà hoạt động, vlogger và tình nguyện viên Ukraine, đã đăng một loạt các dòng tweet để chứng minh rằng ông Kirill Chmyshov, phó cục trưởng của quân sự dân sự Kherson do Nga hậu thuẫn, không còn ở Kherson nữa. Theo nhà hoạt động Stanenko, ông Chmyshov hiện đã chạy tới thành phố Voronezh, miền Tây Nam nước Nga. Kherson trở thành thành phố lớn đầu tiên bị quân đội của Tổng thống Vladimir Putin chiếm giữ và đã gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga kể từ đầu cuộc chiến vào tháng 3. Ông Chmyshov được các lực lượng Nga bổ nhiệm làm lãnh đạo khu vực ngay sau đó. Kể từ đó, ông đã công bố các kế hoạch như loại bỏ dần đồng tiền của Ukraine, đồng hryvnia để lưu hành đồng rúp của Nga, và tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý để mở đường cho việc Kherson gia nhập Nga. Theo nhà hoạt động Stanenko, trong các video gần đây mà ông Chmyshov đăng tải, có thể nhìn thấy nhà thờ truyền tin ở Voronezh, Nga. Ngoài ra, trong một video được ông Chmyshov quay và đăng tải cách đây 2 ngày, cũng có bằng chứng ở nội thất căn phòng, chứng tỏ là ông này đang ở khách sạn Marriott của Voronezh. Trong một động thái liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 8 tuyên bố Ukraine đã mất hơn 1.200 binh sĩ và hàng chục thiết giáp cho cuộc tổng tập phản công để giành lại miền Nam. Bộ Quốc phòng Nga cho hay Nikolaev, Kirov, Rup là cách Nga gọi địa danh Mykolaiv và Kryvyi Rih của Ukraine. Đợt phản công của quân đội Ukraine ở Nikolaev
và Kryovrok và các hướng khác đã thất bại, đối phương hứng tổn thất đáng kể. Theo thông báo, quân đội Nga đã phá hủy 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 thiết giáp, 8 xe bán tải trang bị súng máy hạng nặng và tiêu diệt hơn 1.200 binh sĩ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng của họ đã đánh bại các đơn vị thuộc Lữ đoàn tác chiến miền núi độc lập số 128 Ukraine được triển khai từ miền Tây nước này tham gia chiến dịch phản công ở miền Nam. Nga tuyên bố bắn rơi hai cuồng kích Su-25 Ukraine gần Krasnoyarsk-Nazhnya, tỉnh Mykolaiv, đồng thời đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo Topcha-U, 44 rocket phóng từ tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMAR và 9 quả từ các tổ hợp khác gần thành phố Kherson, Novaya Karovka, cũng như cầu Antonovsky và nhà máy thủy điện Kakhovskaya ở tỉnh Kherson. Hiện tại, Ukraine chưa bình luận về tổn thất do Nga công bố. Tuy nhiên, văn phòng Tổng thống Ukraine trước đó cho biết giao tranh đang diễn ra ác liệt trên gần như toàn bộ lãnh thổ tỉnh Kherson sau khi Kiev mở chiến dịch phản công để giành lại miền Nam từ tay Nga vào ngày 29 tháng 8. Ukraine chuẩn bị sơ tán dân khỏi Crimea. Trang tin Ukraine Pravda ngày 31 tháng 8 dẫn thông tin từ ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết giới chức nước này bắt đầu vạch ra các tuyến đường để sơ tán người dân khỏi bán đảo Crimea, lãnh thổ hiện tại Nga kiểm soát trên Biển Đen. Một điều chắc chắn là cuộc sống của người dân luôn là ưu tiên hàng đầu. Do vậy, chúng tôi đang xem xét các tuyến đường nhằm sơ tán người dân muốn rời khỏi Crimea trong giai đoạn quân đội từng bước giải phóng các lãnh thổ. Ông Podolyak cho biết thêm, đến nay, Ukraine đã khuyến cáo tất cả người dân ở Crimea tránh xa các cơ sở quân sự. Gần đây, Crimea liên tục xảy ra những vụ nổ bí ẩn tại các căn cứ quân sự của Nga. Một số quan chức cấp cao của Ukraine ngầm nói rằng lực lượng đặc nhiệm và du kích của họ đứng sau các vụ nổ ở Crimea, song Ukraine chưa công khai thừa nhận. Bán đảo Crimea sáp nhập vào năm 2014 tại Nga sau một cuộc trưng cầu dân Ý tranh cãi. Khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2 năm nay, Crimea trở thành trung tâm tiếp vận vận chuyển cho Moscow nhằm tăng cường binh sĩ và khí tài cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Từ tháng 7, Ukraine đã kêu gọi sơ tán người dân ở Crimea và khu vực miền Nam do Nga kiểm soát để chuẩn bị cho kế hoạch phản công nhằm giành lại lãnh thổ. Hôm 29 tháng 8, quân đội Ukraine chính thức thông báo bắt đầu phản công tại miền Nam. Giao tranh nổ ra khốc liệt gần như trên toàn tuyến Kherson. Ukraine tuyên bố đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân Nga gần Kherson. Lực lượng Ukraine cũng pháo kích các nhà ở Kherson mà Nga sử dụng để tiếp tế cho khu vực Moscow kiểm soát ở bờ Tây sông Dnipro. Trong khi Ukraine khẳng định chiến dịch phản công thành công bước đầu, Nga nói rằng nỗ lực phản công của Kiev đã thất bại và tổn thất nặng nề. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 thiết giáp, 8 xe bán tải trang bị súng máy hạng nặng và hơn 1.200 binh sĩ. Hiện chưa thể kiểm chứng tuyên bố của cả hai bên, song giới phân tích thì cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine trước mắt sẽ tương đối hạn chế do Kiev đối mặt không ít thách thức, bao gồm cả khí tài và nhân lực. Một số nhà quan sát dự đoán Ukraine sẽ thận trọng chờ bổ sung thêm lực lượng và vũ khí từ phương Tây trước khi phản công toàn diện ở Kherson. Mục tiêu ban đầu của Ukraine có thể chỉ dừng lại ở việc đẩy lùi lực lượng Nga khỏi bờ Tây sông Dnipro. Lãnh đạo cấp cao Ukraine nhiều lần khẳng định quyết tâm giành lại toàn bộ lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát, trong đó có Crimea. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, đã chỉ ra những yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với cục diện xung đột hiện nay giữa Ukraine và Nga, trong đó có việc quân đội Ukraine nhanh chóng vận hành được vũ khí hiện đại do phương Tây viện trợ. Ukraine phản công, giao tranh khốc liệt trên toàn tuyến Kherson. Trong báo cáo cập nhật ngày 31 tháng 8 về chiến dịch phản công ở tỉnh Kherson, văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, giao tranh khốc liệt diễn ra gần như trên toàn lãnh thổ vùng Kherson, những vụ nổ xảy ra suốt ngày đêm. Quân đội Ukraine hôm 29 tháng 8 thông báo chính thức bắt đầu chiến dịch phản công ở miền Nam, đặc biệt là Kherson, khu vực bị Nga kiểm soát từ tháng 3. Chiến dịch này đã được dự đoán từ trước. Bộ Quốc phòng Anh đầu tuần này cho hay một số lữ đoàn của quân đội Ukraine đã tăng cường hỏa lực pháo binh khắp chiến tuyến miền Nam. Tuy nhiên, giới quân sự Anh cảnh báo, từ đầu tháng 8, Nga cũng nỗ lực tăng cường lực lượng ở phía tây sông Dnipro, chia cắt thành phố Kherson. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, hiện chưa thể xác định mức độ tiến công của Ukraine.
Nói về chiến dịch phản công, cố vấn của Tổng thống Ukraine ông Oleksiy Arestovych cho biết, quân đội Ukraine đã phá vỡ phòng tuyến của Nga ở một số khu vực gần với thành phố Kherson. Lực lượng Ukraine cũng pháo kích các nhà máy ở Kherson mà Nga sử dụng để tiếp tế cho khu vực mà Moscow kiểm soát ở bờ Tây sông Dnipro. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận, chiến dịch không thể thành công chớp nhoáng. Thay vào đó, đây là một chiến dịch nhằm khiến đối phương suy yếu dần dần. Tất nhiên, nhiều người sẽ kỳ vọng một cuộc phản công quy mô lớn với những tin tức thắng lợi ngay trong giờ đầu. Nhưng chúng tôi không chiến đấu như vậy, nguồn ngân sách của chúng ta có hạn. Theo Reuters, Ukraine đã chuẩn bị 2 tháng cho chiến dịch phản công này. Hôm 29 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng binh sĩ Nga nên rút về nước để đảm bảo tính mạng trước khi Kiev phản công quy mô lớn. Trong khi đó, Nga nói chiến dịch phản công của Ukraine ở Kherson đã thất bại và Kiev phải gánh tổn thất những nặng nề. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Kiev mất 26 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép, 9 xe bọc thép khác, 2 máy bay chiến đấu Su-25 cùng hơn 560 binh sĩ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cũng khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp Ukraine phản công. Ông Peskov nói, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục một cách bài bản và phối hợp với các kế hoạch hiện tại, chúng tôi sẽ đạt được tất cả mục tiêu đề ra. Trong một diễn biến liên quan khác, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay cho hay, trong vòng 24 giờ qua, các máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 5 trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine. Lực lượng Nga cũng phá hủy 3 kho đạn dược của Kiev ở vùng Ronov, Dnipropetrovsk và Kharkov. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và luôn ủng hộ kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, hãy nhấn nút đăng ký và nhận chuông báo bên cạnh để nhận được những bản tin mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa, Lan Hương xin kính chào và kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an. Ngay bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.